Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơi mà hạt. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Khá là lâu rồi chưa mang cụ già 90 tuổi này vào rank. Thì hôm nay thì mình sẽ mang cụ già 90 tuổi Moren vào rank nha. Với Moren thì một chất tướng được mệnh danh là xạ thủ trâu bò Nhật Liên Quân. Thì lý do vì sao có tên gọi đó thì chắc là anh em cũng biết rồi. Ở đầu trận thì anh em thấy Batman team bên đang cướp búa đỏ của team bên địch, nên là mình sẽ đó là cấu kéo. Chắc có lẽ là cướp thành công ấy. Hình như đó là AP team địch cũng nhận thấy sự nguy hiểm nên là lại cánh búa rồi, liều búa đỏ thuộc về ai. Vậy là cũng ổn rồi, dành cho vị trí Batman, nhưng mà liều có chạy được hay không là một vấn đề. Slim là một xạ thủ ở giai đoạn đầu trận cũng yếu giống như mình á. Nên là hai người solo thì chắc có lẽ là cũng khó mà mèo nào cắn nhỉu nào được. Hiện tại thì mình vẫn chưa lên level 4. Đầu trần thì yếu nữa, lượng máu thì cũng khá là thấp, lùi về thôi. Không hái, dành chó, tìm bên địch rồi. Ở trận đấu này thì mình không có bảo kê anh em ạ. Batman thì theo thiên hướng trợ thủ, lấy tâm nhìn thôi. Còn không phải là chức tướng bảo kê, nên là chủ yếu là tự thân vận động là chính. Đội hình của team bên mình thì máu cũng rất chết là dày luôn. À, ở giai đoạn cuối trận thì rất may có A Thú, có thể chống chịu tốt được. Còn Batman thì chắc chắn là không phải là chất tướng bảo kế, nên là khi anh em gặp Batman đi trợ thủ thì anh em cẩn thận dành cho mình. Bây giờ vẫn chưa lên được level 4 thì chắc là mình sẽ farm xong đám lính này để lên level 4 đã, rồi tiến ra đó là con rồng nhá. Không biết có cướp được rồng hay không, nhưng mà team bên bạn có rừng thì sẽ hơi khó. Rồi pha này liệu có cướp được hay không, nhưng mà không thành công rồi anh em ạ. Batman của team bên mình thì đã phải lên bảng điểm số tiếp theo rồi. Mình sẽ tốc biến bên qua bờ tường để có thể bò chạy, chứ team địch tập trung cho chết đúng. Những tình huống này rất chỉ là nguy hiểm nhá. Pha này thì team bên địch tập trung có thể lập 3 đến 4 người, nên là thôi, chưa qua phút thứ tư nên là mình sẽ lùi về. Chứ mình ở đó là chắc chắn mình lên bảng điểm số ấy. Mịt tém địch, rừng tém địch, xa thủ tém địch và AP tém địch đều tập trung ở đó. Thì chả dài gì mà lên đó cho tém địch hạ gục cả, lùi về cho nó an toàn. Trước phút thứ tư thì việc đó là tém địch lấy trù rất chết khó khăn. Batman tém mình thì bước vào trạng thái tăng hình rồi, nhưng mà cẩn thận Batman ơi. Dọn dẹp lính trước đà này, mình thì dính cái lao cơ khí của Slim nhưng mà cũng không vấn đề gì cả. Đang ở trong tâm trù. Thôi bình tĩnh phá một xíu trước đà anh em ạ. Với chất tướng Moren thì cũng cần đó là có đô một xíu. Batman tay mình thì cũng khá là thấp máu rồi. Thế trận hiện tại thì cũng đáng nhỉnh hơn. Danh chó đó tìm bên địch, Batman tìm mình lao lên nhưng mà cuối cùng đã phải lên bảng điểm số. Khó rồi, trận đấu này Batman nghe hơi khó chơi rồi. Thọt rồi mà tém bên kia xanh thì rất là khó để chơi luôn. Máu của tém địch thì cũng không phải là quá nhiều nữa. Giai đoạn đầu trận thì anh em thấy thì bắn bo gần như là không mất máu luôn ấy. Nhưng mà giai đoạn V6 là câu chuyện khác nhé. Giai đoạn V6 thì Moren bắn rất chất lực, còn đầu trận thì bắn đáng yếu.
Bây giờ thì kể cả Bo và Slim thì đang khá là thấp máu. Còn lượng máu của mình đang đầy nên là mình chả sợ gì cả ấy. Rồi pha này Slim mất lo sợ cơ khí. Bo Toro sử dụng chiêu cuối đài địa chấn, mình bị hất tung. Không sao cả, đẩy Bo lại này nhưng mà bị chiêu hái gông nên là không đẩy được, không sao cả, sử dụng chiêu cuối quất luôn này. Tiện, đó là vị trí Slim lên bảng điểm số, tốc biến để né cú chiêu hái Batman lần này mà không bắt được Bo nữa thì phải chịu ấy. Cuối cùng thì vẫn bắt được Bo, vậy là thành công. Và chắc chắn cái trụ này sẽ thuộc về team bên mình. Vậy là một phá. Nhận nhìn và cuối cùng thì bây giờ anh em thấy thì quá là tuyệt vời luôn. Vừa ăn được màng xạ thủ và SP tem bên địch, vừa có đó là cái trụ đường râu, quá là lời luôn. Anh em thấy thì Moren trâu bò đúng không? Những phá hồi này thì tem bên địch hạ gục được mình không dễ, bởi vì do chất tướng này từ nội tài. Anh em thấy thì phía dưới thánh máu của Moren thì có 10 điểm nội tài. Càng nhiều điểm thì giúp Moren sẽ càng trâu bò hơn. Giá tăng đó là cái lượng giáp và giáp phép. Vì thế thì Moren gần như là một xạ thủ trâu bò nhất liên quân rồi. Nên là đầu game thì gần như mình mà có điểm nội tài thế này thì không sợ tém bên địch sốc đám á. Bây giờ thì sẽ xuống hỗ trợ khu đường ta thân xíu này. Đường ta thân thì đang bị ép. Team bên mình đã phải lên bảng điểm số đến từ vị trí rừng vật tốt rồi. Phát mán của tém bên mình rinh rập sử dụng chiêu cuối nhưng mà bị cái lối đồng của tú lên áo nhấy. Rồi mình vẫn đang được xả sát thương tiền xào thủ tém địch lên bảng điểm số. Né chiêu cuối của vị tướng cá hí và quay trở lại ăn luôn. Còn giới này lấy được cái trụ đường rông rồi, bây giờ xuống ép cái trụ đường ta thân nhá. Nhưng mà tem địch tập trung rất là đông nên là chắc là vẫn chưa ép được. Với chất tướng Moren thì anh em cũng biết rằng là một chất tướng khỏe, khả năng hồi phục tốt. Bên cạnh đó thì lường đám rất chỉ là ổn. Nhưng mà điểm yếu của vị tướng này thì sải tay hơi ngắn. Rồi, pha này solo với Ma Lộc này. Ma Lộc thì đám cũng to ấy, bởi vì nó có sát thương chuẩn mà. Nếu là nó những cú quẹt quỷ kiếm của nó thì cũng khá là rát. Nhưng mà có lẽ là mình cũng không đáng ngại cho lắm. Mình thì vẫn đang còn cái tốc biến nữa ấy. Về phần chiêu thức của vị tướng Moren thì khá là đơn giản. Chiêu thứ nhất thì anh em kích hoạt sẽ tăng tốc độ di chuyển, bắn ra hai viên đạn gây sát thương vào mục tiêu. Chiêu thức thứ hai thì anh em sử dụng thì trúng mục tiêu thì sẽ đẩy lùi mục tiêu và làm choáng, gây sát thương rất là ít. Còn chiêu cuối thì anh em sử dụng quăng ra giống như cái bong bóng vậy á, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương. Bên cạnh đó thì đối phương trong vùng ảnh hưởng thì những đòn đánh của vị trí Moren thì tăng thêm sát thương nữa. Nói chung chiêu thức thì khá là đơn giản thôi. Đám của Moren thì để những đòn đánh thương thôi. Rồi pha này thì mình sẽ đó là tốc biến để né cú cùi kiếm nhá. Chịu phá đó dính một cú cùi kiếm là chắc có lẽ mình lên bảng điểm số ấy. Ma Lộc thì chất tướng quẹt cùi kiếm có đám chuẩn nên là cho dù mình có giáp hay là giáp ảo đi chăng nữa thì cũng chỉ vô nghĩa thôi. Với tốc độ hồi phục tốt đến từ Moren thì mình cũng cần biến về phá một xíu lại đây cây máu đến từ nội tài. Moren thì khả năng hồi phục tốt đến từ nội tài của vị tướng này nữa nên là anh em thấy thì không cần biến về, chỉ cần phá một xíu là anh em lại đây cây máu thôi. Và khi mà mình hồi phục máu tốt hơn Ma Lộc thì Ma Lộc phải biến về và mình vẫn đó là ở lại và mình lấy được cây trù thôi. Pha này sang cướp luôn búa xanh của team bên địch này. Ok, lùng được con búa xanh rồi, cướp luôn con quay nhỏ của team bên địch luôn. Lên ngục của Ma Lộc được sử dụng. Nhưng mà team bên mình thì cũng chạy về rồi. Về phần trang bị dành cho vị trí Moren thì sẽ lên như thế nào? Đầu tiên sẽ lên cho Moren đôi giày kiến cường kháng dùng khống chế. Sọt đô thứ 2 thì thành kiếm chỉ mang. Sọt đô thứ 3 thì vột hung tan tốc đánh chỉ mang. Ở sọt đô thứ 4 sẽ lên cúng ta ma hút máu. Sọt đô thứ 5 thì diệt thân cúng xuyên giáp. Và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Biểu đồ này là biểu đồ chuẩn chỉ dành cho vị trí của Moren đó, giúp Moren vừa khỏe vừa khả năng hồi phục tốt và lượng đám thì rất chỉ là ổn rồi. Còn về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng luyện kiếm để tích lũy cái lượng vàng tốt hơn, bởi vì Moren cũng rất cần sánh sánh hơn thì sẽ đó là
có đồ và có đồ thì bắn ra sẽ ok. Bây giờ team bên địch đang ép khá là gắt. Bây giờ mình sẽ đó là khép góc đường về của team bên địch nhá. Rồi đang nhận thấy rừng team địch này, một bắn, hai bắn, ba bắn lên bảng điểm số này. Bắt luôn bò này. Bắt luôn. Không cho bò chạy này anh em ạ. Kích hoạt chiêu 1 tăng tốc độ di chuyển lên, vẫn bắn sử dụng chiêu cuối để khép góc. Bò thì chỉ còn một chấm chấm máu nữa, không sao cả, không bắt được bò thì bắt tạm mít tém đi cũng được. Thì bò tất nhiên rất chết lất trâu anh em ạ. Khả năng miễn thương, khả năng kháng hiệu khống chế. Rồi pha này chơi luôn đấy, quất luôn đấy, đánh luôn đấy. Ôi con xỉu máu. Bò gặt thế, pha này thì mình bật cung ta ma lên hút máu vào gần đây rồi. Và người lên bảng điểm số chắc có lẽ là vị trí của tổ tém bên mình chứ không phải là bò. Khả năng miễn thương của bò tốt quá anh em ạ, gông chiêu 2 thì nó miễn thương rất chết rất tốt đấy. Và bò tém địch bảo đó là cay không. Nói chung phá đỏ thì mình cũng nghĩ là ăn được bò nhưng mà cuối cùng không ăn được thì thôi. Bởi vì khi nó có giáp ảo này rồi nó có khả năng hất tung các kiểu nữa, mình không xả được ra thương ấy. Nhưng mà giai đoạn về sau thì đừng có chủ quán bo nhá. Rồi phá này bo này thì bo này. Rồi tụt máu ông phánh này. Này thì bo này. Bo này. Con một xíu máu ế dính cái lao cơ khí. Thôi đẩy chiêu 2 ra và mình lùi lại thôi. Anh em thấy thì Moren ra chết đất đâu bo. Tuy là mình một xà thủ nhưng mà mình luôn luôn đó là vẫn lên phong tuyến trên, chứ không hề e dè như các vị tướng xà thủ khác nhá. Bởi vì vị tướng này gần như đó là anh em đủ 10 điểm nội tài rồi chết đất đâu bo, không sợ tém địch sốc đám ấy. Bây giờ có diệt thân cúng rồi thì bắn những vị tướng tánh cơ thì cũng sẽ đau hơn. Xà thủ trâu bò nhật lên quân. Rồi pha này thì bò, này thì bò, này lần này thì bò không còn ở trâu bò như trước này anh em ạ. Bởi vì mình có đô rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy luôn đường lính siêu cấp này nhá, bắn trụ chứ không bắn người. Vậy là quả là thành công rồi. Hiện tại bây giờ thì hai bên thì nói chung cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào cả. Về chất tưởng thì anh em thấy thì team bên đi cũng ok. Và team bên mình thì cũng ổn. Tất nhiên cuối trận thì team bên mình sẽ không bằng đó là team bên địch. Cuối trận nói chung tâm này thì tâm nó là Moren cực kỳ là khỏe rồi. Với bảng ngọc dành cho Moren thì sử dụng bảng ngọc sát thương chỉ mang thôi. Ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 10 viên. Ngọc tím 7 viên tóc đánh tóc chay, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Bây giờ lùm ngay con rồng, đẩy thể lính lên cáo. Nhưng mà tím bên mình, ổi phá này thì tím bên mình lên bảng điểm số 2 người rồi. Chắc là mình phải lùi về thôi anh em ạ. Đẩy tiếp thì cũng được, nhưng mà sợ đó là tím bên mình 2 người không đẹp được trù ấy. Tím bên địch công phạt là win luôn, nên là mình phải về thôi. Rồi phá này thì mình vẫn đang được xả ra thương quăng chiêu cuối này. Rồi phá này thích thì tốc biến lên chơi luôn này, chạy đậu lên bảng điểm số. Ôi cũng kịp bật thì cũng ta má rồi, cái giáp hồ mình thì cũng lên hơi muộn xíu nữa ấy. Phá đỏ bị hất tung đến từ bo ấy, không lên được cái cũng ta má hơi lỗi anh em ạ. Bật được cũng ta má thì có thể áo nhấy được phá đỏ ấy, hoặc là lên được cái giáp hồ mình sớm xíu thì ngon. Trận này thì tím bên mình cũng hơi solo anh em ạ, rừng thì hơi thọt, 1-5-2. Chất tưởng ao ấy mà sánh thì sẽ dễ chơi, còn mà không sánh thì cũng hơi vất vả ấy. Và mình chát câu gọi là cù già 90 tuổi, lo được nhá. Cù già 90 tuổi gánh được. Rồi bây giờ nói chung mình có giáp hồn mạnh rồi thì mình cũng sẽ tự tin hơn trong những pha băng vào. Bò tổ rô tém đi cười nhẹ. Này thì cười với chúng tôi này. Hiện tại thì anh em thấy thì tém bên mình lấy được đường lính siêu cấp đường giữa rồi. Mình sẽ đẩy thể lính đường giữa lên cáo, đang có giáo tránh. Và này sẽ lại hỗ trợ tím. Ê nhưng mà tím bên địch đang combat này. Tím bên mình thì đáng thất thể anh em ạ. Rừng đã phải, á thú đã phải lên bảng điểm số rồi. Mình sẽ đẩy lẻ luôn nhá. Ê mưu hèn kế bẩn, mưu hèn kế bẩn. Bắn trù chứ không bắn người này, mưu hèn kế bẩn. Tém địch chắc không cay đâu. Ê Botoro lúc này bảo là không cay đâu, nhưng mà lần này thì chắc là Botoro là sạch xíu cay khổng lồ. Và trận đấu kết thúc.